Nhà rồng Con Clò ở Kon Tum, cách cầu treo Con Clò không xa, nằm bên dòng sông Đắk Bla, nước chảy ngược dòng, thơ mộng hiền hòa. Nằm trong làng Con Clò, nhà rồng gây ấn tượng khi được bao phủ bởi một màu xanh ngút ngàn của cây cối. Nhiều du khách khi đặt chân đến đây đều bất ngờ bởi kiến trúc độc đáo của người Ba Na. Cũng lâu lắm rồi tôi cũng quay lại tham quan lại di tích nhà rồng Con Clò. Đây là một địa điểm trong tham quan tuyệt vời ở tỉnh Kon Tum, một khách du lịch nên đến. Và khi đến nơi này thì ta có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của nó, bởi vì đây là được coi là một trái tim của buôn làng của dân tộc Ba Na. Nhà rồng dài 17m, rộng 6m và chiều cao của nóc nhà là 22m. Đây là một trong những nhà rồng lớn nhất ở Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Công trình được thiết kế theo đúng kiểu truyền thống, khi nhà hoàn toàn được làm từ những nguyên vật liệu gắn liền với đời sống của người dân như gỗ, tre, nứa, lá. Đây là sự kết hợp các hoa văn, họa tiết chạm trổ cầu kỳ, tinh tế, đặc trưng của dân tộc Ba Na. Hơn hết, toàn bộ phần trụ và mặt sàn đều được làm bằng gỗ xoay, một trong những loại gỗ quý hiếm. Mái nhà rồng là mái ép, phía dưới của mái được uốn cong vào phía trong, hai đầu thì hướng ra bên ngoài, trông giống như lưỡi rìu. Có thể nói, nhà rồng Con Clò chính là niềm tự hào, tự tôn của người dân Kon Tum. Những nghệ nhân làng Con Clò, họ đã phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau để giữ gìn nét đặc trưng của nhà rồng Kon Tum.